Tấn Khoa xin được kính chào quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình thấu lý thấm tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV 11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Thưa quý vị, trên tinh thần mong muốn có thể lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng những kiến thức về luật dân sự, với mỗi số phát sóng của chương trình Thấu lý thấm tình, chúng ta lại được lắng nghe các luật sư, các chuyên gia về luật chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích để rồi từ đó trước mỗi tình huống tranh chấp dân sự có thể xảy ra trong đời sống hàng ngày thì mỗi người trong chúng ta sẽ có những cách ứng xử vừa thỏa mãn các nguyên tắc về mặt pháp lý, vừa thấu đáo về mặt tình cảm. Và người sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay sẽ được trân trọng giới thiệu luật sư Trần Thị Vân Anh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ạ. À. Xin được gửi lời chào đến MC Tấn Khoa và kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Thấu lý thấm tình. Dạ vâng ạ. À. Mở đầu chương trình ngày hôm nay thì Tấn Khoa sẽ được mời luật sư và quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một lá thư được gửi về cho chương trình. Cụ thể lá thư vị khán giả có chia sẻ như thế này. Chào luật sư em trai tôi trên đường đi làm về thì gặp phải một tình huống cướp túi sách của một cô gái khi đang dừng đèn đỏ thấy vậy em của tôi đuổi theo bắt tình cướp xin phép hỏi luật sư là như vậy em tôi có thể bị xử phạt vì hành vi vượt đèn đỏ hay không à, tôi nghe người quen nói là việc đuổi bắt cướp mà vượt đèn đỏ thì không bị xử phạt tôi chưa rõ thông tin này có đúng hay không nhưng mà nếu thông tin này đúng thì em trai tôi cần chứng minh như thế nào để không bị phạt nguội À, trước hết thì nhờ luật sư chia sẻ là hiện nay với hành vi vượt đèn đỏ, pháp luật quy định như thế nào và cụ thể mức xử phạt ra sao đây ạ? À? Khi tham gia giao thông đường bộ, chắc chắn tất cả chúng ta đều biết rằng việc vượt đèn đỏ là hành vi bị nghiêm cấm. À, vậy thì nếu như mà ai đó mà vượt đèn đỏ khi tham gia phương tiện là xe máy thì sẽ bị mức xử phạt vi phạm hành chính là 800 000 đến 1 triệu đồng. À, và có một cái hình phạt bổ sung đối với các hành vi mà vượt đèn đỏ này Đó chính là bị tước cái giấy phép lái xe trong vòng từ 1 đến 3 tháng Dạ vâng ạ à. Vậy thưa luật sư, luật sư đánh giá như thế nào về mức độ nghiêm trọng của hành vi vượt đèn đỏ? Vì là luật đã cấm cái việc là vượt đèn đỏ à, Luật cấm thì có lý do dạ. Đó chính là cái việc vượt đèn đỏ nó gây ra quá nhiều rủi ro và nó trực tiếp xâm phạm đến sự an toàn của chính bản thân người đó sự an toàn của người đi đường bởi vì khi vượt đèn đỏ thì rõ ràng là mình đã chưa có chấp hành cái hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông do đó mà người khác khi cùng tham gia giao thông với mình, trước cái yếu tố bất ngờ như vậy, họ không xử lý được thì sẽ dẫn đến việc là gặp cái tai nạn giao thông, liên quan và sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của tất cả những người mà tham gia giao thông đó. Và khi có sự ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng của người người khác như vậy thì đây là cái hành vi được đánh giá là quá nguy hiểm và quá rủi ro cho xã hội. Dạ vâng ạ, à, quay trở lại với câu chuyện vị khán giả đã gửi về cho chương trình Thì thưa luật sư vượt đèn đỏ để tham gia bắt cướp thì có bị xử phạt hay không đây ạ. À? à như chúng ta vừa trao đổi thì hành vi vượt đèn đỏ là hành vi bị nghiêm cấm và khi vượt đèn đỏ thì sẽ bị cái mức xử phạt về vi phạm hành chính. Tuy nhiên khi mà đặt trong cái bối cảnh rất đặc biệt trong câu chuyện này ở đây, đó chính là vượt đèn đỏ để tham gia bắt cướp À, vậy thì khi mà thực hiện cái hành vi này chúng ta có thể đặt nó trong cái bối cảnh là thực hiện hành vi vi phạm trong cái tình thế cấp thiết yeah. vậy thì như thế nào để được xem là tình thế cấp thiết thì à, chúng ta có một cái khái niệm à, liên quan đến cái được gọi như thế nào là tình thế cấp thiết thì nó phải đáp ứng được à, hai cái điều kiện điều kiện thứ nhất là vì tránh gây thiệt hại ở cái quyền lợi ích hợp pháp cho chính mình cho người khác hoặc là cho nhà nước và cái điều kiện thứ hai nữa đó là khi thực hiện cái hành vi này thì nó phải gây ra một cái thiệt hại là nhỏ hơn cái thiệt hại cần ngăn ngừa yeah. à, vậy thì trở lại cái tình huống là vượt đèn đỏ để mà tham gia bắt cướp thì có thể xem nó là một tình thế cấp thiết vậy thì khi mà ai đó thực hiện cái hành vi vi phạm trong cái tình thế cấp thiết thì theo cái điều 11 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì sẽ không xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp là thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong cái tình thế cấp thiết. Vậy thì có thể trả lời trực tiếp rằng khi mà vượt đèn đỏ trong cái tình thế này đặt ra là tình thế cấp thiết thì sẽ được miễn xử phạt vi phạm hành chính. Dạ vâng ạ. À. Thưa luật sư nhắc về câu chuyện về đèn tín hiệu giao thông hiện nay thì đa số các chốt đèn tín hiệu đều được lắp đặt camera để phạt nguội. Vậy thì nếu như trong tình huống mà bị camera ghi nhận vi phạm, thì người dân sẽ nên làm gì đây ạ? À? Khi mà chúng ta đuổi bắt cướp, à, vượt đèn đỏ à, và có cái sự giám sát của camera và người dân hay gọi đó là phạt nguội, à, thì để tránh cái trường hợp này, thì ngay khi sự kiện pháp lý xảy ra, chúng ta cần phải trình báo đến lại cơ quan công an gần nhất để là có cái sự kiện pháp lý là mình vượt đèn đỏ để mà đi bắt cướp. À, cái thứ hai nữa là người mà vượt đèn đỏ để bắt cướp này cần làm một cái tường trình bằng văn bản trong đó nêu rõ cái lý do tại sao mà mình vượt đèn đỏ và nếu như mà làm cái chuyện này rồi mà vẫn nhận một cái quyết định xử phạt thì có thể thực hiện cái quyền của mình là quyền khiếu nại để cho rằng mình đang thực hiện cái hành vi bị cấm trong luật giao thông đường bộ nhưng nó đặc biệt ở chỗ đây là tình thế cấp thiết để mà xin miễn việc xử phạt vi phạm hành chính và trong khi mà làm cái đơn này mình vẫn có thể là nộp thêm cái bằng chứng chẳng hạn như có được cái video của người đi đường chẳng hạn dạ. hoặc là có được cái lời khai của nạn nhân là hay chắc dạ vâng ạ à, thế thì thưa luật sư nếu như xét ở một trường hợp rủi ro đó là nếu như mà tham gia bắt cướp rồi vượt đèn đỏ nhưng mà lại gây ra tai nạn cho người khác thì luật có quy định xử lý như thế nào trong tình huống này ạ? À? Từ nãy đến giờ chúng ta nói về cái vấn đề là vượt đèn đỏ để bắt cướp. Nhưng chúng ta cũng ý thức được rằng đó là cái việc vượt đèn đỏ này nó tìm ẩn cái rủi ro. Và rủi ro trực tiếp có thể nhìn thấy được đó là gây ra tai nạn và thậm chí là sẽ gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe cho người khác à vậy thì khi mà đứng trước cái tình huống là vượt đàn đỏ để bắt cướp nhưng lại gây ra một cái thương tổn về mặt sức khỏe cho người khác thì lúc này chúng ta không thể vận dụng cái gọi là tình thế cấp thiết như lúc nãy vừa trao đổi được à, vì lúc nãy chúng ta có một cái điều kiện của tình thế cấp thiết đó là gì đó là phải ngăn chặn một cái thiệt hại nhỏ hơn còn đằng này gây ra một cái thương tích cho người khác thì rõ ràng nó là cái thiệt hại nó quá lớn rồi. Yeah. thì khi mà trong trường hợp như vậy thì mình phải đối diện với lại những cái tội tương ứng và cái mức hình phạt tương ứng. mặc dù là mình vượt đèn đỏ để bắt cướp. dạ vâng ạ. À. vậy sau khi mà chúng ta bàn về câu chuyện này thì thưa luật sư nếu như mà gặp phải tình huống là cướp giật ở trên đường thì liệu người dân có nên là bất chấp tín hiệu đèn giao thông để tham gia bắt cướp hay không đây ạ? À? À, với tư cách là luật sư thì trước cái câu hỏi của mc thì mình xin có cái ý kiến chủ quan là như thế này yeah. đó là người dân của chúng ta là nên ý thức rõ ràng về việc không nên bất chấp cái tín hiệu đèn giao thông đang là đèn đỏ để mà vượt đèn đỏ để tham gia bắt cướp được À, bởi vì sao à, chúng ta biết rằng là người dân việt nam của chúng ta có cái tinh thần quá đáng quý đó là hoạn nạn thì giúp đỡ người khác tương trợ người khác trong cái hoàn cảnh khó khăn nên thành ra cái tinh thần bắt cướp là một cái tinh thần gọi là đáng quý tuy nhiên ở đây chúng ta cần lưu ý để đừng có vượt qua cái ranh giới mong manh của nó là vượt đèn đỏ tại vì khi vượt đèn đỏ là chúng ta phải đối diện với việc là chúng ta gây ra cái sự mất an toàn cho chính chúng ta và cho người khác à vậy thì cái việc chưa biết là có bắt được cướp hay không nhưng lại phải đối diện một cái hậu quả đó là có khả năng gây ra cái sự thương tổn gây ra sự xâm phạm về tính mạng sức khỏe cho chính bản thân mình và cho người khác nữa chính vì cái sự là chưa chắc là đã bắt được cướp hơn nữa rằng là nó không có hiệu quả không hiệu quả ở đây là gì bởi vì kẻ cướp ở đây họ đã có cái hành vi như vậy thì chứng tỏ họ đã có sự chuẩn bị chuẩn bị cho mình ở đây là họ biết được cái đường chạy đường tháo chạy và họ sẽ thường là khi mà cướp như vậy thì họ sẽ đi hai người một người lái để một người cướp nên thành ra trong quá trình mà họ tẩu thoát thì họ đã biết được rằng là họ tẩu thoát như thế nào. Chúng ta ở trong cái tình huống bất ngờ như vậy, chúng ta không có nhanh chóng mà theo đuổi được kẻ cướp. Nên thành ra là việc bắt cướp nó không hiệu quả. Chúng ta sẽ dành cái việc này cho cái cơ quan chức năng có thẩm quyền. Dạ vâng ạ, à. rất cảm ơn luật sư đã dành những chia sẻ cho chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, rõ ràng như luật sư Trần Thị Vân Anh có đề cập đến việc là việc giúp đỡ nhau khi hoạn nạn là một tinh thần rất đáng quý của chúng ta trong đời sống hàng ngày. À, tuy nhiên khi mà tham gia giao thông và gặp phải trường hợp mà cướp giật thì chúng ta cũng nên cân nhắc xem là một cái phương án nào đó để giúp đỡ cho mọi người à, ngoài cái việc là chúng ta nghĩ là mình phải đuổi theo tên cướp và vượt đèn đỏ chẳng hạn thì có thể tìm ẩn nhiều cái mối nguy trước tiên đó là về câu chuyện mất an toàn giao thông và có thể xảy ra những cái tình huống đáng tiếc khác và mong rằng quý vị sẽ có sự cân nhắc thật kỹ trong mỗi khoảnh khắc xảy ra trong đời sống hàng ngày và đến đây thì thời lượng của chương trình thấu lý thấm tình ngày hôm nay cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.